Xin chào quý nhà đầu tư đang theo dõi video của Hàng Hóa 24. Video được thực hiện bởi đội ngũ FTV Research, thành viên chính thức của Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam. Tiếp nối tuyến video đặc tả hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa giao dịch. Trong tuần trước, Hàng Hóa 24 đã cập nhật các thông tin về nhóm nông sản, thì trong video tuần này, Hàng Hóa 24 sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư một nhóm mặt hàng mới với các sản phẩm như bông, cacao, cà phê Arabica, cà phê Robusta, cao su, đường 11. Đây là các sản phẩm thuộc nhóm nguyên liệu công nghiệp. Vậy, cụ thể các danh mục đặc tả hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa giao dịch được quy định như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi cụ thể trong phần tiếp theo. Đầu tiên, chúng ta đi vào sản phẩm hàng hóa là bông. Mã hàng hóa trên phần mềm CQG được ký hiệu là CTE, Sở Giao dịch ICUS, chi tiết hợp đồng với độ lớn hợp đồng 50.000 bao, đơn vị yết giá cent trên bao, bước giá 0,01 cent trên bao, giá trị một bước giá 120.000 Việt Nam đồng, mức ký quỹ sấp xỉ 142 triệu Việt Nam đồng, giá trị hợp đồng sấp xỉ 144 triệu Việt Nam đồng. Thời gian giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 1 giờ 20 ngày hôm sau. Như các bạn thấy trên màn hình đây là tháng cộng mã tháng giao dịch. Tháng 3 được ký hiệu là H, tháng 5 là K, tháng 7 là N, tháng 10 là V và tháng 12 là Z. Sản phẩm thứ 2 trong nhóm nguyên liệu công nghiệp là cacao. Mã hàng hóa trên phần mềm CQG được ký hiệu là CCE, Sở Giao dịch ICUS, chi tiết hợp đồng, độ lớn hợp đồng 10 tấn trên lót, đơn vị yết giá USD trên tấn, bước giá 1 USD trên tấn, giá trị một bước giá 240.000 Việt Nam đồng, mức ký quỹ sấp xỉ 45 triệu Việt Nam đồng, giá trị hợp đồng sấp xỉ 648 triệu Việt Nam đồng. Thời gian giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6, từ 15 giờ 45 đến 00 giờ 30 ngày hôm sau. Mã tháng giao dịch được ký hiệu như sau: tháng 3 là H, tháng 5 là K, tháng 7 là N, tháng 9 là U, tháng 12 là Z. Tiếp đến là cà phê Arabica. Với mã hàng hóa trên phần mềm CQG là KCE, Sở Giao dịch ICUS, chi tiết hợp đồng với độ lớn hợp đồng 37.500 bao, đơn vị yết giá cent trên bao, bước giá 0,05 cent trên bao, giá trị một bước giá 450.000 Việt Nam đồng, mức ký quỹ sấp xỉ 285 triệu Việt Nam đồng. Thời gian giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6, từ 15 giờ 15 đến 00 giờ 30 ngày hôm sau. Tháng cộng mã tháng giao dịch được ký hiệu lần lượt như: tháng 3 là H, tháng 5 là K, tháng 7 là N, tháng 9 là U và tháng 12 là Z. Với mã hàng hóa trên phần mềm CQG được ký hiệu là LRC, chính là mã sản phẩm của cà phê Robusta, Sở Giao dịch ICIU, chi tiết hợp đồng với độ lớn hợp đồng 10 tấn trên lót, đơn vị yết giá USD trên tấn, bước giá 1 USD trên tấn, giá trị một bước giá 240.000 Việt Nam đồng, mức ký quỹ sấp xỉ 51 triệu Việt Nam đồng, giá trị hợp đồng sấp xỉ 480 triệu Việt Nam đồng. Thời gian giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6, từ 15 giờ đến 23 giờ 30 phút. Tháng cộng mã tháng giao dịch được ký hiệu lần lượt như sau: tháng 1 là F, tháng 3 là H, tháng 5 là K, tháng 7 là N, tháng 9 là U và tháng 11 là X. Tiếp đến, ta có sản phẩm cao su RSS3. Với mã hàng hóa trên phần mềm CQG được ký hiệu là TRU, Sở Giao dịch TOCOM, chi tiết hợp đồng, độ lớn hợp đồng 5 tấn trên lót, đơn vị yết giá yên Nhật trên kg, bước giá 0,1 yên Nhật trên kg, giá trị một bước giá 109.000 Việt Nam đồng, mức ký quỹ sấp xỉ 47 triệu Việt Nam đồng, giá trị hợp đồng
xấp xỉ 11 triệu Việt Nam đồng. Thời gian giao dịch bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 6, với phiên 1 từ 7 giờ sáng đến 13 giờ 15, phiên 2 từ 14 giờ 30 đến 17 giờ. Tháng cộng mã tháng giao dịch được ký hiệu: tháng 1 là F, tháng 2 là G, tháng 3 là H, tháng 4 là G, tháng 5 là K, tháng 6 M, tháng 7 N, tháng 8 Q, tháng 9 U, tháng 10 V, tháng 11 X và tháng 12 là Z. Ta có thể thấy đối với sản phẩm cao su RSS3, thời gian giao dịch là 12 tháng liên tiếp. Sản phẩm cuối cùng trong nhóm nguyên liệu công nghiệp đó là đường 11. Tương tự như các sản phẩm khác, ta có chi tiết hợp đồng như sau. Với mã hàng hóa trên phần mềm CQR được ký hiệu là SPE, sở giao dịch ICUS, chi tiết hợp đồng, độ lớn hợp đồng 112.000 bao trên lót, đơn vị yết giá sen trên bao, bước giá 0,01 sen trên bao, giá trị một bước giá 269.000 Việt Nam đồng, mức ký quỹ xấp xỉ 42 triệu Việt Nam đồng, giá trị hợp đồng xấp xỉ 457 triệu Việt Nam đồng. Thời gian giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6, từ 14:30 đến 00:00 ngày hôm sau. Tháng và mã tháng giao dịch lần lượt được ký hiệu như sau: tháng 3 là H, tháng 5 là K, tháng 7 N, tháng 10 là V. Ký quỹ và độ lớn hợp đồng vẫn sẽ thay đổi theo giá của sản phẩm. Các nhà đầu tư cần lưu ý hai yếu tố này. Nguyên tắc đặt tên mã hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa thì Hàng Hóa 24 đã cập nhật cụ thể và chi tiết trong video về nhóm nông sản. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi và xem trên kênh YouTube của Hàng Hóa 24. Trên đây là tất cả các thông tin về danh mục đặc tả hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa giao dịch. Mong rằng video đã cung cấp được những kiến thức hữu ích đến quý nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới tìm hiểu về thị trường hàng hóa phái sinh này. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.